Lao Động Sài Gòn Radio để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay trên Lao Động Sài Gòn Radio. Xin kính mời quý khán giả theo dõi và tham dự vào mục Dạo phố Bôn Xà. Xin chào anh Phạm Minh, chào anh Bảo Trung. Dạ, thưa chào cô Julie, chào thầy Phạm Minh. Lâu lắm hôm nay mới lại được gặp hai thầy cô một lúc. Cảm ơn bác sĩ Thomas Trọng Phò đã bảo trợ 2.000 Mỹ. 2.000 đồng tiền mặt trong chương trình Dạo phố Bôn Xà. Anh đố về sao hả? Hôm nay mình đố về sao, nhưng mà nếu mà thầy Phước Lộc mà nghe thì không được gọi vào để thầy trả lời. Phước Lộc không được. Rồi bây giờ để cho vị thính giả này trả lời nha. Ok. Sao gì trăng sáng hiền hòa? Rồi câu sau là sao gì một bộ gọi là tứ linh? Sao gì tên gọi đế tinh? Sao gì lục sát khiếp kinh rụng rời? Sao gì bộ máy nhà trời? Toái quân lưỡng phá ai ơi tên gì? Đó là tất cả những cái sao ở trong cái ngành tử vi. Mà cái tên, cái lời của cái câu thơ này đó là nó nói về ý nghĩa, hoặc là cái tên của cái ý nghĩa của cái tên của cái sao đó. Vị thính giả tiếp theo sẽ là vị thính giả thứ hai trong chương trình hôm nay. Hello. Dạ, xin tên của anh ạ. Dạ, Chiên Tinh Gia Alibaba. Alibaba. Thôi tiêu rồi. Tiêu này không phải Tiêu Anh Minh mà là Chiêu. Tiêu Chiêu Tinh Gia. Chiêu thầy rất là Alibaba. Chào Alibaba Jeffrey. Alibaba, 4 số phone chót là 2706. 2706, anh là người thứ hai. Nếu mà may mắn thì anh sẽ đem về hai cái gối. Rồi. Trị giá 180 đồng, chúc anh có giấc ngủ thật ngon. Nhưng mà cho trúng trước cái đấy. Okay, mà anh phải trúng cái đã nha. Mà anh phải trúng mà mới cho được nha. Dạ. Anh cho biết rồi. Sao gì trăng sáng hiền hòa? Sao gì trăng sáng hiền hòa? Sao thái âm? Thái âm. Sao gì một bộ gọi là tứ linh? Tứ linh gồm có sao Long Kỳ, Phượng Cát, Bạch Hổ, Hoa Cái. Rồi. Wow. Thôi gặp thư dữ thiệt rồi. Không sao, yên chí mà. Anh là ông thầy tên gì? Nói thiệt rồi đừng Alibaba nữa. Rồi, sao gì tên gọi đế tinh? Đế tinh là sao? Cho qua câu đó lát hồi trở lại. Rồi. Okay. Còn thì giờ đâu mà sao gì lại? Lục sát khiếp kinh rụng rời? Lục sát là sáu sao, là sao Kình Dương, sao Đà La, sao Địa Không, sao Địa Kiếp, sao Linh Tinh, sao Hỏa Tinh. Wow. Sao gì bộ máy nhà trời? Sao Thiên Cơ. Rồi. Toái quân lưỡng phá ai ơi tên gì? Toái quân, cái câu này là toái quân lưỡng phá ai ơi tên gì? Toái quân lưỡng phá. Toái quân lưỡng phá, không lẽ là sao Tuần Không, sao Triệt Không? Không, anh muốn đặt cái gì đó là tùy anh chứ tôi không có câu của giống anh. Tuần Không và Triệt Không. Rồi, ok. Tuần Không, Triệt Không. Rồi, câu số 3. Trở lại câu số 3. Đế Tinh. Sao gì tên gọi đế tinh? À, nãy giờ kiếm sao gì có chữ đế mà không có đế. Không phải rượu đế đâu nha. Rồi thua câu đó. Lật sách không kịp lại quá. Nãy giờ là tôi mắt mũi tôi là cũng là thấy 36 sao rồi đó. Thấy nổi 36 sao. Ok rồi. Rồi tôi anh... chỉ biết tới đó thôi. Rồi lát nữa anh có thể gọi lại để cảm ơn anh. Để cho biết sao vậy là lấy tin lật tiếp anh nha. Rồi rồi. Cảm rồi, ơn Alibaba và 40 tên cướp. Kính mời thính giả tiếp theo. Hello. Dạ, em là 40 tên cướp đây. 40. Alibaba tới rồi vậy là. Alibaba 40 tên cướp rồi. Sao ông này sao hay thiệt, cái gì ông cũng có trong đó. Anh giá được hay thiệt. Anh phải nói ông này sống nhiều chuyện. Ông này sống nhiều chuyện thiệt. Mình tưởng là mấy bữa này là coi như Peter với em móc chí... luôn phim Aladdin và cái đèn pin nữa đó. Hết xài đèn lên, bây giờ còn xài đèn pin. Cái đèn coi mà xưa rồi, giờ là cái đèn pin. Đèn pin mà phải xài LED nữa chứ. Aladdin và cái đèn pin. Ok anh, bốn xin thầy cuối. Dạ, 2051. 2051, anh Trí thì tiếu ghê. Rồi, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, trả lời luôn khỏi. Sao gì trăng sáng hiền hòa? Dạ, sao thái dương? Nãy anh kia thái âm, anh này thái dương lắm. Không sao, có hết mà. Miễn là anh trả lời thôi. Miễn là có trả lời là được không? Sao gì một bộ gọi là tứ linh? Dạ, đó là Long Trì, Phượng Cát, Bạch Hổ, Hoa Cái. Phượng Cát, Bạch Hổ, trời ơi, chứ giết tới đâu mới hết này, Hổ, Hoa Cái. Mày phước là nó có lục sát đi, nó có thập lục nữa, chứ chát nữa. Ok, sao gì tên gọi đế linh? Đế tinh. Cũng đế tinh á, đế tinh của Tử Vi đó là chính sao Tử Vi luôn. À. Là vua của các sao trong Tử Vi. Là Tử Vi phải không anh? Tử. Dạ, wow. Tử Vi á.
Rồi. Anh Trí, anh có đi coi bói cho ai bao giờ chưa? Em không có coi bói cho ai mà em coi bói cho người ta không à? Tức là có làm thầy qua rồi hả anh? Dạ. Chú Ly đang muốn đi coi đó. Rồi, không phải là coi như là như vậy mà sao anh không coi được cho số của anh sao? Gọi vô hoài mà không trúng gì chân. Anh coi cái ngày nay có trúng vậy, không? À, vậy, nếu vậy anh coi vậy thì em đang coi cái hôm nay em có trúng không nè? Coi chưa? Có kết quả chưa? Chưa. Đang bấm, đang bấm. Bây giờ mới có kết quả. Đang bấm mà thấy 36 ông sao trên trời rồi, giống rồi, như vậy thì giống Alibaba. Vậy ông nội ai dám giao số cho anh coi? Bấm từ sáng tới chiều. À, okay. Coi ròng rã từ hồi mở đại tới sao giờ. Sao gì lục xác kiếp khinh rụng rời. Dạ, đó là kình dương đà la địa không địa kiếp linh tinh và quả tinh. Giống như là Alibaba. Giống như à, giống kình như Alibaba. Đà la lục kiếp. địa không địa kiếp. Địa không địa kiếp linh tinh. Linh tinh. Linh tinh quả tinh. Dạ, linh tinh quả tinh. Không rồi. Có mộc tinh với lại kim tinh rồi hả? Không có là kim dương tinh với lại thổ tinh. Rồi sao gì bộ máy nhà trời? Ủa? Sao vậy bộ máy nhà trời nãy em có nghe nói cái gì mà lưỡng Alibaba ổng nói là nhưng Alibaba ổng nói là thiên cơ đó. Chưa tới cái sau đó sẽ tới sau đó. Sao gì bộ máy nhà trời hả? Dạ. Sao gì bộ máy nhà trời? À... hồi nãy cũng có ông thầy trước anh đó. Mà ổng đang bị 36 sao quay cuồng rồi. Ông thầy bị té giếng rồi. Chóng mặt bộ quá máy... nên không biết. Đất trời là đâu. Nếu mà anh mà không ấy được, không biết được sau này thì anh pass đi để cho nó đỡ đỡ nhức đầu. Dạ, dạ, pass đi. Toái quân lưỡng phá, ai ơi tên gì? Dạ, đó là Tuần Triệt. Tuần Triệt. Rồi. Rồi. Rồi, anh có muốn trở lại sao gì bộ máy nhà trời không? Sao bộ máy nhà trời, cái đó là cái sao mà người ta nói về... người mà có giữ được của hay không giữ được của đó em quên mất tiêu rồi. Vậy lật sách ra đi, giống ông Alibaba đi. Cuốn sách ra. Thôi lánh nó quay trở lại nhé. Rồi, cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị. Mời thính giả tiếp theo. Hello. Hello. Dạ, xin tên của anh. Trần. Xin tên của thầy ạ. Dạ thầy tên chi ạ? Thầy tên Núi. Núi à, hả? À thầy núi, thầy mới trên núi. Sau, nếu mà tên núi là coi như chưa xong rồi, chừng nào phải học xong rồi xuống núi Tà Lơn rồi bắt đầu mới xuất chiêu mới thành xuống công. Phải đi đàng hoàng không có tuột cái gì. Ok, bốn xương thời cuối của thầy ạ. Hôm nay không có bà nào, chỉ có thầy đó. 96. Mấy ạ? 5696. 5696 rồi. Thầy Núi cho biết sao gì trăng sáng hiền hòa. Thầy trên núi. Thầy ơi. Chỉ bây giờ ngắm trăng cả. Trên núi thấy sao? Sao gì trăng sáng hiền hòa? Sao cự nguyệt. Cự nguyệt hả? Cự nguyệt. Ok. Nguyệt. Sao gì một bộ gọi là tứ linh? Cái giống như là Alibaba vậy đó. Không được. Thầy phải nói là dùng tên như thầy nói giống người ta là không được. Ok, thầy thiếu ghi đây giống Alibaba đi. Nó dễ hơn. Sao lại có sao Alibaba đó. Dạ 40 tên cướp. Sao gì tên gọi đế tinh? À, tử vi. Sao gì lục sát khiếp kinh rụng rời? Giống như Alibaba vậy. Chơi vậy xấu quá, thầy chơi xấu. Alibaba không chịu kìa. Vậy là thầy chỉ coi cho anh ta, thầy nói chứ tôi coi giống ông đó. Bây giờ anh về, anh đi coi ông đó đi. Xong rồi, ông có gì là tôi y vậy đó. Không, anh trả tiền đây trước, anh coi anh đó nói. Không biết là nhà chú Liên Duyên đây giống Alibaba. Hồi anh phải chấm điểm, anh phải nhìn lên Alibaba đó nha. Thầy bước lòng này, chắc là mẹ bụng. Sao gì bộ máy nhà trời? Thiên tướng. Rồi toái quân lưỡng phá, ai ơi tên gì? Sao phá tuế phá quân. Phá tuế phá quân. Rồi lát nữa anh ông thần núi nghe giùm. Ông thầy núi chứ không thần núi. Ông thầy. Cảm ơn anh tham dự chương trình. Tính giả tiếp theo, hello. Nghe sau mai là biết là. Dạ, xin tên của chị ạ. Dạ, tên Út. Út Vi hả?
Không, không có Vi. Có người tên Vi á, thì mình cũng hỏi Út Vi không phải. Người tên Út Vi không phải. Đức Vi rồi. Bốn điện thoại cưới chị Út. Dạ, 6142. 6142. Rồi, chị Út ơi, sao gì trăng sáng hiền hòa? Bà thầy Út. Thấy không? Sao gì một bộ gọi là tứ linh? Không, khoan, khoan, chị cho câu trả lời. Thấy âm rồi, thấy âm rồi. Hoa cái. Ừ, lo cười không à. Cái đúng gì, rồi. Cái gì hoa cái? Lông trì hả bạch chị? Hổ. Lông kỳ, phượng cát. Phượng cát, bạch hổ hả? Dạ. Rồi hoa cái ha. Dạ. Chứ không phải cái hoa đâu. Hoa cái. Lông. Lông. Sao gì tên gọi đế tinh? À, tử vi. Tử vi. Sao gì lục sát, khiếp kinh rụng rời? À, kỳ duyên đà la lục kiếp địa không linh tinh hỏa tinh. Kỳ gì, kỳ duyên hả? Kỳ vương, kỳ vương, kỳ vương, kỳ vương, vương bối liếc quên à. Kỳ vương. Bị khủng bố. Kình vương, kình vương. Ok, kình vương. Làm gì có kình vương ta, kình dương thì có à. Kình vương. Kình dương, đổi là dương. Kình dương ha, rồi kình dương. Kình dương mà eo qua thành kỳ duyên. Kinh dương gì nữa chị? Đà la lục kiếp địa không linh tinh lục hỏa tinh địa không mượn hàng dưới nhanh minh. Rồi. Thôi, yêu cầu sao gì bộ máy nhà trời? Thiên cơ. Thiên cơ. Toái quân lưỡng phá ai ơi tên gì? Phá tuế phá quân. Wow, hay quá. Phá tuế phá quân nãy giờ mới nghe được. Rồi ông bà thầy nào sau lưng chị vậy? Có ai không? Có nghe, có nghe. Thầy Phước Lộc đứng sau lưng. Có một bầy mưu sự, mưu sư, mưu sinh. Mưu sĩ. Mưu sĩ. Chứ không phải mưu sự. Lát nữa chị Út nghe kết quả chị Út nha. Cảm ơn chị tham dự chương trình. Cái điện thoại thính giả tham dự vào vẫn là 933-7877. Hôm nay anh Trí làm cho cả đám trong đài ngồi cười gần chết. Từ trên lầu dưới lầu ôm bụng đó là Aladdin và cây đàn pin. Bây giờ tay Bin Laden và cây đèn pin. Vậy là câu đố rồi. Cây đèn hết pin. Pin gì? Bin Laden và cây đèn hết pin. Tâm tài những cái sự thương mại đã bảo trợ cho một giàu phố Bosa. Và sau đây là một giải đáp những câu hỏi hôm nay. Xin anh Phạm Minh cho biết sao gì trăng sáng hiền hòa. Thưa quý vị, trong tử vi đó là sao Thái Âm. Sao Thái Âm nó tượng trưng cho trăng. Cho trăng, còn sao Thái Dương thì tượng trưng cho mặt trời. Như vậy là thành ra ai mà nói là trúng. Đúng rồi anh. Giờ Thái Âm nên là trúng. Sao gì một bộ gọi là tứ linh? Ở trong tử vi đó, bộ tứ linh người ta gọi là long, phượng, hổ, cái. Long là long trì, phượng là phượng cát, hổ là bạch hổ, cái là hoa cái. Sao gì tên gọi đế tinh? Giống như anh Trí nói, sao tử vi. Sao tử vi là người ta đặt cái chữ tử vi cho để làm đầu cái bộ môn tử vi. Tức là sao đó là đế tinh. Và thường thường đó, cái này tôi đọc ở trong sách thôi chứ tôi cũng không có rành, thành ra nếu có sai thì các thầy bỏ qua nha. Là những người mà có trên mạng đế vương hay làm tổng thống hay là làm những gì lớn lao thì thường thường có sao tử vi ở trong cái cung mệnh của mình, thường là như vậy. Mới có một cái bộ trong cái có cái bộ sao, dạ thôi. Có nhưng thường thường là trong cái mà phải có tử vi, có cái tử vi trong cái phần cung mệnh của mình. Chú nếu mà tôi anh. Nói chú tôi nói không đúng đó. Thì bỏ qua nha. Chú Ly có đó mà sao không được làm vua vậy, à, vậy à. Sao vua trong phòng máy nè. Muốn cho ai trả lời không là khúc máy lên. Sao gì lục sát kiếp kinh rụng rời? Lục sát thì gồm có 6 loại, có 6 cái sao, trong đó là có sao kình, đà, linh, hỏa, không kiếp. Kình là kình dương, đà là đà la, linh là linh tinh, hỏa là hỏa tinh, không là địa không và kiếp là địa kiếp. Sao gì bộ máy nhà trời? Thì người ta nói thiên cơ. Thiên cơ là cơ trời, tức là bộ máy nhà trời, nói về cái máy móc của nhà trời vận chuyển như thế nào là gọi là thiên cơ. Là cơ nó giống như là cái máy vậy đó. Cái máy, dạ. Toái quân lưỡng phá ai ơi tên gì? Không có người nào trả lời trúng cái câu này. Toái quân lưỡng phá, lưỡng phá là phải có hai cái chữ phá. Dạ. Và đó là phá quân và phá toái. Hai chữ nó có chữ toái và chữ quân nó đã cho mình rồi, giờ thêm chữ phá vào nữa thì nó ra. Dạ. Tức là nó là phá toái và phá quân. Mà có người nói là tuế phá và phá quân thì không đúng. Thành ra tuế toái quân lưỡng phá, tên nó là phá quân và phá toái. Và theo khoa tử vi, người nào có hai sao phá quân và phá toái thì cái cách gọi là toái quân lưỡng phá là cái số người anh hùng hào kiệt, phát về võ nghiệp rất là mạnh. Yeah. Ở trong tử vi chúng ta thì theo như Alibaba có cho biết là có 118 sao tất cả. Nhưng mà thông thường
thì anh nói là chỉ dùng có 110 sao mà thôi để hỏi. Vậy, hỏi vậy là anh Alibaba này là dân thứ thiệt rồi đó, có nghiên cứu rồi đó. Hôm nay vị thính giả nào trả lời được nhiều câu đúng. Xin tuyên dương thứ nhất là anh Alibaba là anh là người thứ hai, và sau khi mà người thứ nhất đã bỏ cuộc, người thứ hai là trả lời không ở đâu vào đâu cả, thì anh là người thứ ba, nhưng mà anh được đôn lên làm người thứ hai. Anh đã trả lời được 4 câu rất giỏi, đó là Thái Âm, Long Phượng Hổ Cái, rồi Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp, rồi Thiên Cơ. Nhưng mà anh lại không trúng được cái, anh không biết sao tử vi là gì, và anh không biết được hai cái câu cuối. Thành ra tuy là anh trúng được 4 câu, nhưng mà anh cũng không phải là người trúng được nhiều nhất ngày hôm nay. Người trúng nhiều nhất ngày hôm nay là chị Hòa, trúng được sao Thái Âm, sao Long Phượng Hổ Cái, sao Tử Vi, sao Kình Đà Không Kiếp, Linh Hỏa Không Kiếp, và sao Thiên Cơ. Nhưng chị không trúng được cái câu cuối cùng là Toái Quân Lượng Phá. Dạ, như vậy là chị chị Hòa xin gọi lại số chị Hòa xin gọi lại số phone của đài là 9337888, 9337888. Cuối của chị là số nào anh? Chị Hoa hình như 9463. 9463. Vâng. Dạ. Xin gọi lại đài để nhận phần quà của mình là một cái bộ tặng của Mosemo Hair Salon. Và đây cũng là người bảo trợ mới nhất của chương trình. Chúng tôi xin nhắc là mỗi thứ hai thì công ty sẽ bảo trợ những cái phần quà như vậy. Nếu quý vị nào thích các cái loại dầu gội đầu hay là các cái loại oil treatment hay là hairspray đó, thì xin cố gắng gọi vào ngày thứ hai để lấy cái phần quà đó. Mời anh Bảo Trung kết thúc chương trình. Dạ thưa, xin kết thúc chương trình. Vậy thì ghét gì, mời anh Đồng Minh kết thúc chương trình lại. Thì biết vậy rồi mà cứ họ kêu tôi hoài kỳ á. Tôi xin nói giống Alibaba. Quên đi những điều lo lắng, quên đi những gì cay đắng, quên đi những điều gian dối. Đời sống này có bao lâu, cho nhau những gì mong muốn, cho nhau những gì ta có, cho nhau suốt đời anh nhé. Hãy sống đời sống.